Không khí chơi Tết ở đây rất là đông vui. Ở đây rất nhiều thanh niên. Hiện tại thì ở đây đếm sơ qua ấy thì các thanh niên nam đông hơn. Đây, chỉ có các gái trên này đây. Ở đây mình sẽ vào gần xem ở đây các chàng trai và gái sẽ nói chuyện và tán tỉnh như thế nào nha. Cho mọi người quan sát nhé. Nên ở đây đa số đang có smartphone. Một cô này là cô này xinh đẹp đây. Ai mọi người, mình hỏi là muốn hỏi tên cho hai em này không hợp tác. Ở đây xấu hổ lắm, không như bên Lào Cai và Sapa cái kia đâu. Là con gái là nói chuyện vô tư đâu, trên này xấu hổ e thẹn lắm. Đấy. Họ mình sẽ theo chân thì một đoạn nhá. Đây, Tết ở đây rất đông vui đấy. Hôm nay là ngày mùng 4, mùng 5 rồi. Vì mình mất hai hôm không quay đi ghi lại những cảnh đi chơi Tết được vì hai hôm mới trời mưa. Đây thanh niên kia đã thanh niên kia đã dắt được rồi. Đấy, kéo đi kéo đi. Giờ mình mới để ý đấy nhá, trong em này là cái trong cái video trước mình vào nhà ấy, video một đấy, giờ mình mới nhìn thấy quen đấy. Các bạn theo dõi xem lại cái video trước của mình đây. Đây nhá, đây là đấy, xấu hổ lắm. Nói chung là mình vào nhà hỏi không chưa đâu, bây giờ ra đây thì khó bắt chuyện rồi.